mở đầu câu chuyện ở một căn nhà gỗ tồi tàn rách nát trên tường có treo một bức thư pháp đơn sơ với dòng chữ kính chúc ân sư vạn thọ vô cương ký tên đồ nhi tặng bên dưới là hình ảnh một nam nhân tóc bạc cả người băng bó chi chít khắp cơ thể đoán chừng tình trạng của hắn đang rất nguy kịch vây xung quanh giường của hắn có một nữ nhân cùng với một đám nam nhân người đang nằm liệt giường hấp hối đó chính là nam chính của chúng ta tiêu huyền nữ nhân áo hồng quỳ phục bên cạnh đầu giường chính là chị nô của hắn còn một đám nam nhân đứng ở cuối giường kia là những đệ tử mà tiêu huyền đã thu nhận Chí nô nãy giờ đau buồn khóc lóc thảm thiết, gọi hắn, tiêu trưởng lão, ngài phải cố gắng lên, chúng ta nhất định sẽ tìm được cách. Trái lại với cái dáng vẻ đau buồn của chí nô, đám đệ tử của tiêu huyền lại tỏ ra vô cùng hứng hờ và lạnh nhạt trước người sư tôn đang ngày càng yếu ớt của bọn chúng. Cái tên đầu chọc, tóc một trỏm, trên tay còn đang vác một bao bảo bối vừa nãy mới vơ vét ở phòng của tiêu huyền xong, hắn là ngũ đệ tử của tiêu huyền, tên gọi lý sơn. Đại sư huynh, sư phụ sắp không ổn rồi, hiện tại chúng ta phải làm sao? Tên đeo khuyên tai, góc dài mái bay đứng ở bên cạnh Lý Sơn, chính là đại đệ tử của Tiêu Huyền, Diệp Thu Hàn. Hắn lạnh lùng đáp lại Lý Sơn nói: "Làm sao ư? Đương nhiên là chúng ta đi tìm trưởng lão Khác Bái sư rồi, không thì định ở lại đây chịu tang hộ ông ấy sao?" Thanh niên cơ bắp cuồn cuộn, ở hông có đeo một sợi dây thừng màu đỏ buộc ngang bụng. Hắn là tam đệ tử của Tiêu Huyền, Ngô Phong. Hắn thở dài lắc đầu nói: "Đúng là một tên phế vật vô dụng. Chỉ có đi ra bên ngoài làm nhiệm vụ mà cũng để bản thân bị thương thành thế này, thật là lãng phí thời gian của ta." còn tên chột mắt tóc vàng đứng bên cạnh ngô phong hắn chính là nhị đệ tử của tiêu huyền lâm hạo nhiên hắn đang nhìn tiêu huyền nằm trên giường bệnh với cái ánh mắt độc ác xấu xa hắn cười khẩy trong lòng thẩm mỹ trừ khi ta lấy được bí kíp pháp công của ông ta lão già này làm sao có thể chết dễ dàng như thế được còn thanh niên mặc đồ tím tóc cam trên tay đang cầm một cây quạt này hắn chính là tứ đệ tử của tiêu huyền vương phong hắn khuôn mặt đầy vui vẻ xoay người rời đi trước lúc đi qua còn vỗ một tay lên vai của sư đệ lý sơn nói chết rồi cũng tốt lão tử sớm đã muốn rời đi rồi chùa hòa thượng này ai thích giữ thì giữ bổn công tử muốn đi bái nhị trưởng lão có nhiều nữ đệ tử nhất ở đây làm sư đây mà Chino sau khi nghe được những lời này của cái đám nghịch đồ vô ơn vong ân phụ nghĩa ăn cháo đá bát này thì vô cùng tức giận nàng tối sầm mặt lại từ từ đứng dậy một tay đấm thật mạnh xuống giường kêu dầm một cái rồi quát lớn khốn khiếp nàng đưa một tay chỉ thẳng mặt đám nghịch đồ móng đúng là một lũ vô ơn nếu như không có tiêu trưởng lão năm đó cứu giúp các người vậy thì năm người các ngươi đến cửa để tu tiên cũng không bước vào được chứ đừng nói có được thành quả như hiện giờ sợ là các ngươi bây giờ sớm đã mục nát thành đống xương rồi các ngươi chính là một đám xúc sinh vong ơn bội nghĩa chủ nhân năm đó đúng thật là nuôi ong tay áo nghe được cái lời mắng mỏ không chút kiêng nể của chị nô năm tên nghịch đồ cũng không có nói gì cả tên nào tên lấy nộ hỏa bốc lên phừng phừng mà tên tam đệ tử ngô phong đứng đầu hắn từ từ tiến lại gần chỗ của chị nô hai bàn tay nắm chặt ấn vào nhau tiếng bẻ đầu các khớp tay kêu răng rắc răng rắc ngô phong sau đó không kiêng nể mà dùng cái bàn tay cơ bắp của mình cho chị nô ăn một vả khiến cho cô ấy hét thảm bay ngược về sau hắn lạnh lùng nói thật sự là cho ngươi mặt mũi rồi ngươi nghĩ mình là ai có cấp bậc như nào mà dám lên tiếng nói chuyện dạy đời chúng ta diệp thu hàn cau mày giọng lạnh lùng lên tiếng nói với ngô phong lão tam một phế vật như cô ta thì có gì đáng nói chứ để đánh cô ta chỉ tổ bẩn tay mà thôi nếu như cô ta đã tình nguyện ở lại thì cứ ở thôi nơi này sớm muộn gì cũng mục nát cứ để cho cô ta cùng với lão phế vật này tự sinh tự diệt đi. dù sao thì đồ của phế vật đó đều đã bị chúng ta thu dọn sạch sẽ rồi. ha ha ha. trưởng lão phế vật ở cùng với nữ nô đúng là hợp nhau mà. cứ thế là năm tên nghịch đồ tay sách nách mang vơ vét hết tất cả những thứ đồ có giá trị của tiêu huyền mà rời đi. để mặc người sư tôn có công dưỡng dục với bọn chúng cùng với chị nô ở lại nơi đây. chị nô bị đánh cả người đau đớn run rẩy, lúc này mới cố gắng gượng bỏ dậy. xung quanh nàng là một mớ hỗn độn đồ đạc nằm la liệt trải đầy trên sàn nhà nàng đưa ánh mắt giận dữ nhìn theo bóng lưng của năm tên nghịch đồ rời đi liền móng một đám phản đồ đáng chết bất ngờ lúc này tiêu huyền đang nằm trên giường bệnh giọng yếu ớt cất tiếng gọi nàng chị nô nàng vội vã bò đến bên cạnh giường của tiêu huyền hỏi tiêu trưởng lão người không sao chứ người yên tâm mấy kẻ vong ơn bội nghĩa kia đi rồi cũng tốt chị nô có thể chăm sóc tốt cho người tiêu huyền cố gắng gượng mở miệng lên tiếng đáp ta không sao sau khi đem con lên núi ta chưa từng để con bái sư chưa từng chỉ dạy con tu hành con hận ta không chị nô vừa khóc vừa đưa tay lau nước mắt trên má vội đáp chị nô tự biết căn cốt không đủ không có cơ duyên tu hành lúc đầu trưởng lão cứu chị nô từ trong đám buôn nô lệ chị nô đã cảm kích không nguôi chưa từng oán hận chị nô chỉ hận ông trời không công bằng để cho kẻ ác hoành hành nếu như ông trời có mắt người tốt sẽ không chết tiêu huyền cánh tay run rẩy cô chống người ngồi dậy nói lúc đầu nếu như sớm thu nhận con làm đệ tử thì tốt rồi nại hà khụ 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 trưởng lão con đây người có gì dặn dò ta bây giờ sớm đã như người chết nghe thấy những lời này của tiêu huyền chỉ nô nàng bất ngờ đứng dậy lùi người về sau rồi khuỵu thẳng hai đầu gối quỳ xuống nàng cúi đầu thành khẩn vừa khóc vừa nói nếu như trưởng lão không chê thì hãy thu nhận chỉ nô làm đệ tử sau này chỉ nô nhất định sẽ tự tay diệt sạch năm tên nghịch đồ báo thù cho trưởng lão trưởng lão nếu người không chấp nhận con sẽ không đứng dậy tiêu huyền vô cùng bất ngờ với cái hành động của chỉ nô thật không ngờ trước lúc tọa hóa vẫn nhận được một tấm chân tình thế này tiêu huyền vui vẻ nở một nụ cười đầy mãn nguyện con hai chị nô ta bị bệnh chứ không có ngốc nếu như ta đồng ý rồi thì không phải sẽ đẩy con vào chỗ chết hay sao chị nô vội đỡ lấy thân thể của tiêu huyền nàng hốt hoảng lo lắng nói trưởng lão người đừng động đậy cẩn thận vết thương sau đó nàng bất ngờ lấy ra một bình đan dược đưa cho tiêu huyền nói chỗ này còn có một bình ninh viễn đơn mặc dù không phải là thứ đồ tốt gì nhưng mà đây là thứ cuối cùng con có thể đưa cho người rồi người đừng có lo lắng cho con nữa người mau nằm xuống đi con yên tâm ta không nhanh như thế nhưng vừa mới dứt lời thì thân thể tiêu huyền bất ngờ run lên một cái ngay lập tức hắn thổ huyết ra một ngụm máu tươi bình ninh viễn đơn mà nại hà vừa mới đưa cho cũng tụt khỏi tay rơi xuống mặt đất rồi cũng vỡ vụn thành nhiều mảnh đa dược trong bình văng khắp nơi một mảng tối om lập tức kéo đến ánh mắt của tiêu huyền dần trở nên mơ hồ hắn chỉ lờ mờ nhìn thấy chị nô đang hốt hoảng gọi mình trưởng lão người đừng động khí người mau tỉnh lại đi đều là chị nô không tốt ta không bái sư nữa người mau tỉnh lại đi tiêu huyền dần trở nên mơ hồ mọi thứ xung quanh trở nên tối tăm hắn đã không còn nghe thấy nhìn thấy gì nữa chỉ còn một mảnh không gian mù mịt tĩnh lặng cùng với một chút ý thức cuối cùng còn sót lại thì ra chết đi chính là cảm giác như thế này sao chị noah tiếng khóc của con cũng to quá rồi khiến cho lỗ tai của ta hơi đau thật là tức giận mà tức giận cái gì nếu như sớm nhận con làm đồ đệ thì tốt rồi bất ngờ lúc này tinh tinh một thanh âm vang lên trong đầu của tiêu huyền hệ thống kiểm tra xác nhận chủ nhân và người quan hệ sư đồ chân tâm hệ thống tiếp nhận đồ đệ siêu cấp vô địch chính thức khởi động nhìn thấy dòng thông báo của hệ thống tiêu huyền vô cùng kinh ngạc hệ hệ thống sao sau đó hệ thống ban cho tiêu huyền quà gặp mặt là một viên vô lượng kim đan tiêu huyền vui vẻ đưa tay cầm lấy vô lượng kim đan cười nói ha ha thế mà đúng thật là vô lượng kim đan một viên vô lượng kim đan có chứa linh khí thiên địa tương đương với gần một vạn viên ninh viễn đan mà chị nô cho ta sau khi phục hồi không chỉ có sung kích cảnh giới mà còn có thể chữa lành vết thương. Sống ở trên đời 20 năm rồi, kim thủ cuối cùng cũng đến. Tiêu Huyền cầm viên vô lượng kim đan đưa lên mặt nâng lưu chân quý như bảo vật. 20 năm trước, ta bởi vì một trận nổ xe rồi bị chuyển sinh đến thế giới này. Vốn nghĩ rằng mình chính là cầm chúng kịch bản của Long Ngạo Thiên, gia thế ưu việt, tài năng xuất chúng, chưa đầy 10 tuổi đã tự dựng cơ đồ. Không ngờ rằng 15 năm sau, khi gia nhập môn phái Hồng Mông, tu vi của ta không những không được như trước, lại còn kém hơn, trở thành trò cười trong mắt mọi người. Vẫn may, ông trời có mắt lại cho ta thêm một cơ hội hệ thống chương trình này chỉ cái gì hệ thống lập tức hiện lên thông báo thông tin đúng như tên gọi bất cứ thứ gì chủ nhân đưa cho đồ đệ với tư cách là sư phụ đều được nhận về phần thưởng theo cơ chế nhân bổ số tiêu huyền kinh ngạc thốt lên vậy tuyệt đỉnh truyền công cho đệ tử cũng tính sao tính dưới sự hướng dẫn của chủ nhân tu vi hoặc lĩnh hội của đệ tử được tăng lên chủ nhân cũng được nhận lại giá trị tương ứng tăng thêm nói một cách đơn giản Chủ nhân dạy cho đồ đệ tu vi tương đương với 200 ngày thì người sẽ nhận lại tu vi bằng 200 ngày đó xn lần. Đồng thời, đồ đệ dưới sự chỉ dẫn của chủ nhân, lĩnh hội kiếm pháp được một tầng, chủ nhân cũng sẽ nhận được thêm n lần như thế, trực tiếp thăng cấp lĩnh hội thêm n tầng. Vậy hiện tại nếu như ta đem vô lượng kim đan này tặng cho đồ đệ thì có thể nhận được n lần sao? Hệ thống liền đáp, không, tất cả những đồ vật phản lợi của hệ thống đều không có cách nào có giá trị đến lần thứ hai. Nhưng nếu chủ nhân dạy đệ tử những lĩnh hội mới không nằm trong danh sách của hệ thống thì có thể nhận được hai lần. Ồ, thì ra là thế, mặc dù không thể đơn giản tạo thành vô hạn, nếu đã như thế thì ta sẽ nhận cơ hội này, vô lượng kim đan này để bản thân dùng đi. Tiêu Huyền Khâu trần trừ đưa vô lượng kim đan vào miệng rồi nuốt xuống. Cơ thể hắn ngay lập tức tràn đầy năng lượng, vết thương khi trước đã hoàn toàn lành lại. Tiêu Huyền rất nhẹ nhàng một quyền đột phá kim đan cảnh. Mà Chí Nô bên này vẫn chưa cảm nhận được biến hóa của Tiêu Huyền, nàng tưởng hắn đã chết, cho nên lúc này vẫn đang gục đầu bên cạnh giường khóc nước nở đầy đau xót nàng tưởng là khi nãy do nàng mà tiêu huyền mới đi nhanh như vậy hức hức trưởng lão người mau tỉnh lại đi ta đồng ý với người ta không bái sư nữa ta cũng không báo thù nữa cũng không cần ninh viễn đan chỉ nô chỉ cần người tỉnh lại thôi tất cả để nghe theo ý của người bất ngờ lúc này tiêu huyền tỉnh lại hắn đưa một tay xoa đầu nàng khiến cho nàng vô cùng bất ngờ liền ngẩng đầu nhìn lên chỉ nô ngốc nhớ kỹ vi sư dạy con điều đầu tiên chính là có thủ tất báo hơn nữa còn phải tăng thêm rất nhiều lần bọn chúng gây cho ta một ta phải khiến cho bọn chúng mất đi gấp trăm thậm chí gấp ngàn lần. Lúc này chuyển cảnh đến Lục Phong, một phong khác của Hồng Mông phái. Tại Hạ Ngô Phong, nguyện bái Vương trưởng lão nhận ta làm đồ đệ. Thanh âm lạnh lùng của Vương trưởng lão vang lên, đây chính là toàn bộ cơ mật của Thất Phong Tiêu Huyền sao? Đúng vậy, ta cố ý đem bảo vật này dâng tặng lên cho Vương trưởng lão để tỏ rõ thành ý của mình dành cho ngài. Vương trưởng lão hắn liền dùng chân nguyên để hút quyền trục vàng óng từ trong tay của Ngô Phong về tay mình. Hắn khoái chí cười nói, Tiêu Huyền chính là đã dạy ra được một đồ đệ tốt thiên tài số một của hồng mông tôn kiêu ngạo một thời thế mà cũng có cái ngày này lão già dâu hùng với đôi lông mày dữ dội này chính là trưởng lão của lục phong kiêm quản sự chấp pháp đường của hồng mông phái vương ngạn ngô phong ngươi muốn bái ta làm sư chuyện này có thể nhưng chấp pháp đường luôn có giới xích có thể cắt đứt linh căn của con người lời vừa dứt thì vương ngạn cũng ném giới xích ra trước mặt của ngô phong vương ngạn liền chỉ tay vào giới xích trước mặt ngô phong rồi nói tiếp nếu như ngươi có thể mang linh căn của tiêu huyền về đây ta lập tức sẽ phong ngươi thành đại đệ tử chân truyền của lục phong ngươi phải giữ gìn giới xích này cho tốt bởi vì giới xích này nếu như gặp máu không dùng mật pháp cũng có thể dễ dàng bạo phát ngô phong không trần trừ mà đưa tay nhặt lấy giới xích cầm lên hắn vẻ mặt đầy hung ác quả quyết nói vương trưởng lão yên tâm tại hạ ngô phong chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ nhưng mà bất ngờ lúc này từ phía đằng sau lưng của ngô phong có một tia ba động năng lượng khủng bố đang lao vút tới ngô phong vừa kịp cảm nhận được nguy hiểm quay đầu nhìn lại thì đã quá muộn tia năng lượng này đã đánh trúng vào lưng của hắn ngô phong lập tức bị đánh bay thân thể của hắn đập thẳng vào chân của pho tượng đá trước cổng lớn của lục phong gây ra một vụ nổ lớn một lát sau đó khói bụi tan đi khung cảnh hiện ra là một bàn tay đang run rẩy của ngô phong kèm theo tiếng ho khụ 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 của hắn hắn lúc này đang cố gắng vịn vào thành đá để đứng dậy nhưng mà vẻ mặt của hắn lúc này lại vô cùng kinh hoàng khi đảo ánh mắt nhìn xuống dưới bởi vì hiện tại giới xích đã xuyên thủng bụng của hắn khi nào không hay như vương ngạn đã nói khi trước giới xích một khi gặp phải máu sẽ tự động bạo phát mà không cần thi triển mật pháp để điều khiển ngô phong lúc này vẻ mặt vô cùng kinh hoàng hắn khóc lóc thảm thiết kêu lên a, a a a không ta không thể chết ở đây được tiền đồ của ta chỉ mới bắt đầu thôi vương ngạn cũng bị giật mình bởi vì chính lão ta có tu vi kim đan cảnh cũng không kịp phát hiện ra mà ngăn cản đòn tấn công bất ngờ vừa rồi đối với ngô phong lão ta ngẩng đầu nhìn lên rồi quát ai đó tiêu huyền là ngươi người xuất hiện chính là tiêu huyền theo phía sau hắn chính là chị nô hiện tại làng chính là đệ tử duy nhất của hắn tiêu huyền lạnh giọng hỏi vương ngạn vương trưởng lão muốn lấy được linh căn của ta tại sao không tự mình đến lấy vương ngạn lập tức thay đổi sắc mặt giả bộ cười cười đáp tiêu trưởng lão nói quá rồi vừa nãy ta chỉ là cùng đệ tử của ngươi nói đùa mà thôi không tính là sự thật nhưng mà trong lòng vương ngạn lúc này đang vô cùng kinh hoàng thầm nghĩ không phải nói phế vật này sắp chết rồi sao tại sao hắn lại xuất hiện được ở đây lúc này tại sao khí tức của hắn lại mạnh như thế này như là vừa mới đột phá kim đan tiêu huyền lúc này đứng lơ lửng ở phía trên không trung cười khẩy đáp ồ vậy sao chỉ là ta không nói đùa được như vương trưởng lão dứt lời tiêu huyền không ngại ngần mà động thủ ngay lập tức xung quanh thân biến ra rất nhiều những thanh phi kiếm vàng óng đầy sắc bén vương ngạn thấy một chiêu này mặt lập tức biến sắc đây là thương lãng kiếm quyết nhớ lúc đầu ta và tiêu huyền cùng gia nhập hồng mông tông bởi vì hắn tự tạo ra chiêu thương lãng kiếm quyết mà được trưởng môn yêu ái nhận được vô số tài nguyên tu luyện cũng may về sau ta đột phá kim đan trước nhưng hắn lại biến thành phế vật vẫn mãi không đột phá được kim đan vương ngạn vừa nhìn chiêu thương lãng kiếm quyết của tiêu huyền một tay vừa biến ra pháp khí của mình là một thanh đồng màu vàng óng với hình dạng và hoa văn rất kỳ dị sau đó hắn lập tức dùng pháp khí của mình tạo ra một lớp chắn cương khí phòng hộ màu tím bao bọc xung quanh thân thể hòng ngăn chặn lại chiêu thương lãng kiếm quyết của tiêu huyền hắn quát lớn tiêu trưởng lão đừng động thủ ta hôm nay chỉ mới đạt tới kim đa nhị trọng nếu ta và ngươi đánh nhau người đứng không vững sợ rằng còn chưa kịp nói hết câu thì lớp lá chắn cương khí phòng hộ do pháp khí của vương ngạn tạo ra đã bị chiêu thương lãng kiếm quyết của tiêu huyền đánh ngát dưới sự kinh ngạc của vương ngạn hắn kinh hoàng thầm than trong lòng cái gì ảo thế hắn chẳng phải vừa mới đột phá kim đan sao tại sao lại mạnh như vậy tiêu huyền lúc này cười khoái chí nhìn vương ngạn với ánh mắt khinh thường nói kha 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 vương trưởng lão kim đan nhị trọng chẳng qua chỉ có thế thôi sao vương ngạn lập tức trả cái giá đắt lão ta liền bị rất nhiều những thanh phi kiếm của tiêu huyền chém qua rồi cắt lên thân thể tạo thành rất nhiều những vết thương bên ngoài bề mặt da của lão vương ngạn kinh hãi thầm nghĩ quyền năng này ít nhất cũng phải tam trọng thậm chí còn cao hơn nữa. Đang mải suy nghĩ thì Vương Ngạn lập tức bừng tỉnh bởi vì cánh tay trái của lão lúc này truyền đến một trận đau nhức. Một thanh phi kiếm của Tiêu Huyền đã đâm trúng cánh tay trái của lão, Vương Ngạn đau đớn thốt lên, "A a a tay của ta." Lão ta rất nhanh ôm lấy cánh tay trái rồi nhảy lùi về sau mấy cái, tránh đi cơn mưa kiếm của Thương Lãng kiếm quyết của Tiêu Huyền. Vương Ngạn chửi thề, "Khốn kiếp, Tiêu Huyền, tiểu tử nhà ngươi nếu dám giết ta, tông môn nhất định sẽ không tha cho ngươi." Phía bên này Tiêu Huyền vẫn đang đứng lơ lửng trên thanh phi kiếm khổng lồ của mình, hắn chỉ cười khẩy không thèm để những lời đe dọa này vào tai tiêu huyền hững hờ đáp vậy sao ta lại muốn xem xem nếu như ta cố ý giết ngươi tông môn sẽ xử lý ta thế nào dứt lời tiêu huyền lập tức động thủ hai đầu ngón tay vẩy xuống nhẹ một cái rồi quát đi ngay lập tức hàng trăm thanh phi kiếm xé gió lao xuống đầu của vương ngạn tưởng đâu sẽ đe dọa được tiêu huyền ai ngờ tiêu huyền lại đứt không sợ súng đến như vậy liêu quá trời liều vương ngạn thầm mắng tiêu huyền đáng chết chỉ có thể dùng cái này thôi thế là vương ngạn liền lấy ra một miếng trông như là một chiếc mai rùa mini màu tím chiếc mai rùa này sau đó lập tức biến lớn tạo thành một hình thù khuôn mặt vô cùng quỷ dị nó đã giúp vương ngạn ngăn chặn hết tất cả các đòn công kích từ chiêu thương lãng kiếm quyết của tiêu huyền bị ép sử dụng con bài tẩy vương ngạn tức giận thầm mắng đáng hận pháp khí của huyền giai thượng phẩm chỉ có thể dùng ba lần đây đã là lần cuối cùng vô dĩ ta muốn chờ tới khi đột phá nguyên anh sẽ dùng để chống lại lôi kiếp thật không ngờ lại phải dùng nó vào lúc này đáng hận tiêu huyền món nợ này sau này nhất định sẽ trả lại cho ngươi gấp trăm ngàn lần." Tiêu Huyền cũng thật không ngờ là Vương Ngạn vẫn còn giữ lại được con bài tẩy này, lại có thể ngăn chặn được đòn tấn công của mình. Nhưng anh Huyền vẫn cứ là cười khẩy khinh thường nói: "Ồ quao, Vương trưởng lão của chúng ta đúng thật là thâm hậu, những năm nay cất giữ không ít bảo bối ngon nhỉ. Vậy thì Vương trưởng lão thử chiêu này xem thế nào?" Lời của Tiêu Huyền vừa dứt, thì ngay lập tức từ trên trời xuất hiện một thanh cự kiếm khổng lồ màu vàng, bao bọc xung quanh nó là hắc sắc lôi điện khủng bố chập chờn, đâm thẳng xuống cái mai rùa của Vương Ngạn vương trưởng lão thấy cảnh này thì không khỏi kinh hãi chán vã mồ hôi lão ta hét lớn tiêu huyền ngươi dám tiêu huyền mặt không đổi sắc không ngại ngần đáp tại sao ta không dám dứt lời tiêu huyền lập tức co chặt đầu ngón tay ép vào cự kiếm khổng lồ của tiêu huyền lập tức đâm nát cái mai rùa của vương ngạn khung cảnh hoành tráng vô cùng vương ngạn hét thảm không lão ta trơ mắt nhìn thanh cự kiếm khổng lồ của tiêu huyền đang chuẩn bị đâm xuống người mình bùm một vụ nổ kinh thiên động địa diễn ra làm chấn động dung chuyển cả lục phong tiêu huyền lúc này từ trên trời hạ cánh xuống phía dưới chân hắn chính là một cái hố khổng lồ do vụ nổ ban nãy giữa thanh cự kiếm của tiêu huyền va chạm với thân thể của vương trưởng lão tạo ra khói bụi mù mịt tản ra xung quanh lục phong lúc này chỉ còn lại là một đống đổ nát hoang tàn khói bụi tản đi vương trưởng lão xuất hiện với bộ dáng chật vật trên người lão không còn mảnh vải che thân chỉ còn lại một chiếc quần đùi rách nát kèm theo chính là tiếng ho khụ 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 của lão lão ta mệt nhọc đảo ánh mắt nhìn lên tiêu huyền đang đứng phía bên trên khi vừa thấy tiêu huyền từ trên trời hạ xuống và đang từ từ bước tới chỗ của mình vương trưởng lão vội vã kinh hoàng khắp người da gà ra vịt nổi lên lão ta sợ hãi hết lớn tiêu huyền ngươi ngươi đừng qua đây ngươi muốn làm gì cùng là đồng môn với nhau ngươi không thể ra tay với ta hơn nữa ta còn là trưởng lão đứng đầu lục phong đồng thời cũng chính là quản sự chấp pháp đường của hồng mông phái vương ngạn nói nhiều như vậy mà tiêu huyền cũng chẳng để tâm đến mấy cái lời này của lão lắm ông vẫn lạnh lùng từ từ tiến tới chỗ của vương ngạn rồi cất tiếng hỏi lá chắn này Ít nhất cũng là huyền giai thượng phẩm ấy nhỉ. Pháp khí trong thế gian này, phẩm cấp tốt xấu cao thấp đều được phân thành nhân, huyền, địa, thiên, tiên, năm cấp. Mà trong đó lại phân thành hạ, trung, thượng, tuyệt, bốn loại. Huyền giới thượng phẩm, nếu như đặt ở những tông môn phổ thông, cũng có thể coi là bảo vật trấn phái rồi. Thật không ngờ Vương Ngạn lại giấu được bảo bối cỡ này. Nhưng mà, Tiêu Huyền lúc này lập tức biến ra pháp khí của mình là một thanh kiếm. Hắn không ngần ngại mà ra chiêu sát thủ chém thẳng xuống đầu của Vương Ngạn. Tiêu Huyền lạnh giọng nói, đến đây là kết thúc rồi, tạm biệt nhé Vương trưởng lão. Nhưng mà bất ngờ lúc này, một thanh âm già nua vang lên, "Tiêu Huyền trưởng lão, hạ thủ lưu tình." Cùng lúc đó thanh kiếm của Vương Huyền chỉ còn cách chán của Vương trưởng lão vài cm thì đã bị một lớp lá chắn vô hình màu xanh chặn lại, hai bên va chạm với nhau tạo ra tia lửa điện lập lòe. Hạ sát thủ bất thành, Tiêu Huyền tức giận cau mày, hắn ngẩng đầu đảo ánh mắt lườm về phía âm thanh già nua kia vang lên. Nơi đó phía trên không trung, một lão giả râu tóc bạc phơ đang cưỡi trên lưng một con tiên hạc trên tay lão vẫn còn đang giữ nguyên dấu vết của việc thi triển pháp lực tạo ra màn chắn phòng hộ bảo vệ vương ngạn trưởng lão lão già này chính là trưởng môn của hồng mông tông trương hạc lão trưởng môn nhìn tiêu huyền với bộ dáng niềm nở cười nói tiêu trưởng lão xin đừng kích động đồng môn tương tàn có vi phạm môn quy cũng chỉ bị trục xuất khỏi tông môn mà thôi tiêu huyền cũng không có nói gì cả hắn lập tức cười đều rồi thu lại pháp khí trên tay mình mà vương trưởng lão lúc này thấy trưởng môn xuất hiện lão ta vội với tay gọi lớn trưởng môn người phải làm chủ cho ta tiêu huyền hắn đây chính là muốn tàn sát đồng môn ngang nhiên vi phạm môn quy không để quy tắc của tông môn vào trong mắt ta đề nghị phải trục xuất hắn ra khỏi sư môn vương trưởng lão đắc ý thầm nghĩ trong lòng tốt quá rồi được cứu rồi nhưng mà thật bất ngờ trưởng môn lại không làm chủ cho lão ta thậm chí còn ra tay cho vương ngạn một vả vào, vào miệng khiến cho vương ngạn tiếp tục bị đánh bay đi trưởng môn tức giận quát ngươi câm miệng cho ta trưởng môn lạnh giọng nhìn vương ngạn trưởng lão chất vấn hỏi vương trưởng lão ngươi có muốn theo ta vào trong hồ vấn tâm của chấp pháp đường để xem xem là ai đáng bị đuổi khỏi tông môn không nghe thấy hồ vấn tâm vương trưởng lão lập tức kinh hoàng vội chối không không đâu trưởng môn lúc này lại làm ra một cái bộ dáng niềm nở quay sang nói với tiêu huyền chúc mừng tiêu sư đệ sau bao nhiêu năm cực khổ cuối cùng ngươi cũng đã bước chân vào kim đan cảnh tiêu huyền khách sáo chấp tay đáp đa tạ trưởng môn nếu như ta không đột phá được kim đan lần này sợ rằng đã bị người khác liên hợp với phản đồ cướp lấy linh căn của ta mất rồi nghe thấy những lời buộc tội của tiêu huyền vương ngạn vội vã chối bay cãi biến đều là hiểu lầm đều là hiểu lầm chẳng qua chuyện này thực ra là ta sơ xuất ta đồng ý thu nhận người ngoài tông môn vẫn mong tiêu huyền sư đệ đừng tính toán với ta tiêu huyền lạnh lùng đáp ở trước mặt trưởng môn tính mạng của người ta có thể tạm thời tha nhưng mà ngô phong kia khi sư diệt tổ lấy oan báo ơn nhất định phải phế đi tu vi của hắn đuổi khỏi tông môn từ nay không được đặt chân tới hồng mông tông nửa bước nghe thấy những lời này của tiêu huyền ngô phong ở phía xa kinh hoàng vội vã lê lết thân thể để bỏ đi hắn lúc này đã rất hối hận rất muốn bỏ chạy nhưng mà hắn chạy không được. Ngô Phong vội vã lên tiếng cầu cứu trưởng môn, trưởng môn cứu ta. Nhưng mà trưởng môn lúc này đâu thèm quan tâm, lão ta nhắm mắt vuốt dâu bộ dáng thờ ơ nói, cái này, hai, giao cho tiêu huyền trưởng lão xử lý đi. Lúc này, chỉ nô từ bên trên không trung hạ xuống, nàng chắn trước mặt của Ngô Phong lên tiếng nói, sư tôn không cần động thủ chuyện này cứ để cho đồ nhi giải quyết giúp người. Thấy chỉ nô xuất hiện, Ngô Phong vẫn chứng nào tật nấy, hắn bộ dáng khinh thường nhìn nàng quát lớn, chỉ dựa vào phế vật nhà ngươi, mà cũng dám động thủ với ta sao dứt lời ngô phong một trường đánh ra hướng thẳng tới người chỉ nô mà bắn tới một chiêu này của hắn chính là dốc hết toàn bộ vốn liếng sức lực mà tấn công chỉ nô mà nàng lúc này vẫn đang đứng yên ở đó nhìn một chiêu của ngô phong đánh tới cũng chẳng thèm bỏ chạy ngay sau đó cánh tay của nàng cũng động trong lòng bàn tay liền biến ra lôi điện chập trờn xẹt một cái một thanh pháp khí hiện ra chỉ nô nàng một kiếm nhanh như chớp chém ra liền đánh tan một chiêu này của ngô phong dễ dàng ngô phong chứng kiến cảnh này thì vô cùng bất ngờ và kinh hoàng bởi vì chỉ có mấy ngày trước chị nô vẫn chỉ là người bình thường nhưng mà hiện tại nàng lại có thể dễ dàng một chiêu đánh tan chiêu của hắn không những thế nàng lại còn sử dụng chính là chiêu thương lãng kiếm quyết của tiêu huyền để đánh bại mình mà ngô phong hắn chính là người hiểu được độ khó của thương lãng kiếm quyết đến nhường nào bởi vì hắn đã tu luyện không biết bao nhiêu năm nhưng cho đến ngày hôm nay cũng vẫn không lĩnh hội được thương lãng kiếm quyết của tiêu huyền ngô phong kinh hoàng nhìn chị nô với cái ánh mắt không thể tin lắp bắp thốt lên ngươi ngươi không phải là phế vật sao từ lúc nào đã học được thương lãng kiếm quyết rồi? Tiêu huyền lập tức cười khởi đáp, phế vật sao. Chuyển cảnh về ba ngày trước, Chí Nô lúc này nàng đang ngoan ngoãn quỳ gối ở trước mặt của Tiêu huyền. Hệ thống hiện lên thông báo thông tin, họ tên, Chí Nô. Thân phận, đại đệ tử chân truyền, khả năng lĩnh hội, 260, căn cốt, 15. Thiên phú, tiên thiên kiếm thể, chưa kích hoạt, điều kiện kích hoạt, đạt tới cảnh giới cơ bản, được kiếm pháp tổ truyền của lâm gia công nhận tiêu huyền nhìn bảng phân tích của hệ thống một hồi rồi vuốt cằm đăm chiêu suy nghĩ hắn bụt miệng thốt lên nếu đã là tiên thiên kiếm thể trước nay hiếm gặp chị nô ở một bên khó hiểu liền cất tiếng hỏi sư tôn thế nào là tiên thiên kiếm thể tiêu huyền lập tức đánh trống lảng đáp không có gì vi sư đang cảm thấy con có thiên phú luyện kiếm lát nữa ta sẽ đi tìm ngô phong vi sư không thể để con mất mặt được đây chính là thương lãng kiếm quyết là công pháp vi sư năm đó tự chế tạo con chỉ cần học phần này chị nô ở đằng sau vô cùng chăm chú nhìn thật kỹ chiêu kiếm của tiêu huyền nàng thậm chí còn lấy giấy bút ra ghi lại. Bởi vì có tiên thiên kiếm thể, Chí Nô rất nhanh chóng đã nhập môn sơ thành thương lãng kiếm quyết. Nàng dễ dàng điều khiển một thanh kiếm nhỏ ở trên tay. Sư tôn, người xem có phải thế này không? Tiêu Huyền lập tức kinh hỉ thốt lên. Trời đất, a, à, không phải. Vi sư nói là con làm rất tốt. Hệ thống liền hiện lên thông báo, thông tin, Chí Nô nhập môn thương lãng kiếm quyết. Chúc mừng chủ nhân, chủ truyền thu nhận đệ tử học được thương lãng kiếm quyết. Tuyệt phẩm nhân giới, thu về giải thưởng gấp 10 lần, nhận được trảm thiên quyết huyền giới thượng phẩm tiêu huyền nhìn chị nô vui vẻ thầm nghĩ cô ấy mới là bảo vật hàng thật giá thật này quay trở về thực tại chị nô lúc này nàng đang dùng một chân đạp lên giới xích cắm thẳng xuống bụng của ngô phong nàng dùng cái ánh mắt khinh bỉ nhìn ngô phong lạnh lùng nói có được sự dạy bảo của sư tôn mà cứ mãi không thể lĩnh hội ngươi mới chính là phế vật là nỗi nhục của sư tôn ngô phong sợ hãi hét lên không đừng mà đừng phế ta mặc kệ ngô phong có cầu xin chị nô vẫn thẳng thừng dùng một chân đạp xuống giới xích khiến cho nó xuyên thẳng thân thể của Ngô Phong, dứt khoát phế đi toàn bộ tu vi của hắn. Hành sự đã xong, nàng liền quay ra chắp tay cúi người lễ phép nói với Tiêu Huyền: "Sư tôn, linh căn của phản đồ đã bị con phá nát, mời sư tôn kiểm tra." Tiêu Huyền vui vẻ đáp: "Làm tốt lắm." Lúc này Trưởng môn lại lên tiếng nói: "Nếu như Tiêu Huyền trưởng lão đánh cũng đánh rồi, phạt cũng đã phạt rồi, vậy vương trưởng lão bên này sẽ do ta đem về xử lý." Nhưng mà Tiêu Huyền đâu có dễ dàng bỏ qua cho như vậy, hắn lập tức quay đầu nhìn về phía Trưởng môn bộ dáng kiên quyết đáp: ta khi nào nói chuyện này kết thúc rồi trưởng môn cảm thấy mình đã hơi bị hớ lão ta liền lên tiếng hỏi lại tiêu huyền ngươi vừa nãy không phải đã đồng ý tha cho vương trưởng lão hắn một mạng sao vương ngạn sau khi nghe thấy tiêu huyền vẫn chưa từ bỏ ý định đối với mình thì vô cùng kinh sợ lão ta chán vã mồ hôi vẻ mặt đầy sợ hãi lên tiếng lắp bắp hỏi tiêu huyền vậy ngươi còn nghĩ gì thế tiêu huyền cười khẩy đáp ta nói là tha cho hắn một mạng chứ không nói là cứ thế bỏ qua cho hắn còn về việc phải làm thế nào mới khiến ta hài lòng vậy thì xem thành ý của vương trưởng lão rồi nghe thấy những lời này của tiêu huyền vương trưởng lão liền tự hiểu hôm nay nếu như hắn không bỏ ra một cái giá khiến tiêu huyền vừa lòng thì dù có trưởng môn ở đây bản thân hắn muốn yên ổn rời đi cũng sẽ rất khó vương ngạn liền nở một nụ cười vui vẻ đáp được được cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng vương ngạn liền cố nén nỗi đau lão dứt khoát lấy ra túi càng khôn chứa đựng bảo vật của mình ra hai tay dâng lên cho tiêu huyền vui vẻ đáp tất cả đồ đạc của ta đều nằm trong túi càng khôn này vẫn mong tiêu trưởng lão đừng chê cười tiêu huyền lập tức dùng chân nguyên hút lấy túi bảo vật trên tay vương trưởng lão về tay mình hắn ta vui vẻ cười nói vương trưởng lão đúng thật là một người thông minh đúng thật hiểu đạo nghĩa vậy thì ta phải đa tạ vương trưởng lão rồi món quà này ta xin nhận sự việc hôm nay kết thúc ở đây ta rất mong sau này sẽ không có sự việc như thế này xảy ra nữa chị nô chúng ta đi tiêu huyền và chị nô hai thầy trò cứ thế vui vẻ rời đi sư tôn người lợi hại quá đồ nhi hoan, trở về nghỉ ngơi một ngày ngày mai vi sư sẽ chính thức dạy con tu luyện sau đó trưởng môn cũng cưỡi tiên hạc rời đi ta cũng đi trước đây vương trưởng lão chăm sóc tốt cho mình mà vương trưởng lão lúc này lão vương chán nổi gân xanh đôi mắt của lão hàn từng tia máu trợn mắt nhìn theo bóng lưng của tiêu huyền và chị nô rời đi thật khó có thể miêu tả nổi nỗi đau và sự cay cú của vương trưởng lão lúc này lão ta gần giọng trong lòng tiêu huyền ngươi chờ đó lúc này lại chuyển cảnh về thất phong thần của tiêu huyền hắn lúc này đang lục lọi đống bảo vật ở bên trong túi càn khôn của vương trưởng lão kha kha vương ngạn này tích lũy cũng nhiều đó chứ đây đều là những kim đan kỳ dược dùng để chế đan dược nhưng mà chất lượng thì tầm thường quá thử xem cái khác xem nào ô nhân giới huyền giới nhân giới huyền giới tiên thiên công ở địa giới này vừa hay phù hợp với chị nô nếu nói thứ tốt nhất trong đám đồ này của vương ngạn thì chính là cái này ngũ hành xích trung phẩm địa giới những đồ này ta căn bản không dùng đến cho chị nô đi còn nói đến những bảo bối thì vẫn phải chờ hệ thống phản hồi nữa còn lại những gì nào tất cả đều là linh thạch sao? Một trưởng lão nhỏ bé mà lại có cả trên trăm viên linh thạch thượng phẩm. Chắc chắn tên tiểu tử Vương Ngạn này trong những ngày kia đã kiếm không ít nhỉ. He he thế này là phát tài rồi, hôm khác đi xây biệt thự ở vậy. Lúc này, Chí Nô vừa hay đi đến, nàng gõ cửa cộc cộc mấy tiếng rồi gọi vọng vào sư tôn. Người bảo con hai tiếng sau đến tìm người luyện công, bây giờ có thể vào được chưa ạ? Giọng của Tiêu Huyền lập tức vang lên đáp, "Vào đi." Chí Nô ngồi xuống, "Được ạ sư tôn." Tiêu Huyền bắt đầu giảng giải, Cảnh giới của tu sĩ từ thấp đến cao được phân thành: Hậu Thiên, Tiên Thiên, Luyện Khí, Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Phân Thần, Hợp Thể, Đại Thừa, Độ Kiếp, 10 cảnh giới. Mỗi cảnh giới lại phân thành 10 tầng tiểu cảnh giới. Cảnh giới Hậu Thiên: kích thích sức mạnh của khí huyết, rèn luyện cơ bắp, xương và da, nâng cao thể lực và tố chất. Tiên Thiên cảnh giới: khí huyết chuyển hóa thành nội công, tăng cường sức mạnh tấn công và khả năng phòng thủ của cơ thể. Cho đến khi độ qua lôi kiếp, luyện được tới tầng cao nhất mới có thể thành tiên nhưng mà đó đều là những truyền thuyết không thể đạt được. Vi sư sẽ dạy con tiên thiên công trước, con hãy dụng tâm lĩnh hội nhé. Vâng, con hãy vận hành một vài vòng để cảm nhận thử. Lúc này hệ thống hiện lên thông báo, họ tên, trí nô, thân phận, chân truyền đại đệ tử, khả năng lĩnh hội, 260. Căn cốt, 15, thiên phú, tiên thiên kiếm thể chưa được kích hoạt. Trúc cơ cảnh giới, giành được sự công nhận của kiếm pháp tổ truyền lâm gia. Đọc bảng phân tích chỉ số của trí nô, tiêu huyền vuốt cầm đam chiêu thầm suy nghĩ, căn cốt của cô ấy chỉ có 15 thôi sao? Hệ thống, người bình thường căn cốt và khả năng lĩnh hội cao nhất vào khoảng trình độ nào? Hệ thống liền đáp giá trị bình quân vào khoảng 50 đến 60. Tiêu Huyền thầm nghĩ, chẳng trách, Chí nô lại lĩnh hội công pháp chậm như thế, nhưng mà muốn tu hành quả thực rất khó, xem ra chỉ có thể ép cắt tùy thôi. Tiêu Huyền lập tức vươn tay đặt lên trên đầu của Chí Nô, chân nguyên lực cuồn cuộn như sóng biển đổ xuống đầu của Chí Nô, chui thẳng vào bên trong thân thể của nàng. Mấy canh giờ sau, Chí Nô cuối cùng cũng mở mắt việc ép cắt tủy của tiêu huyền cũng đã hoàn thành lúc này tu vi của nàng đã thăng tiến tới hậu thiên thập trọng nhưng nàng không hề có chút vui mừng nào cả chỉ nô khuôn mặt có chút hốt hoảng nàng lo lắng nhìn tiêu huyền hỏi sư tôn sao người lại có thể làm phép trực tiếp cho con người không sao chứ con nghe nói cái giá phải trả khi thực hiện nó rất lớn không chỉ tu vi bị tổn hại mà còn có thể tụt cảnh giới thậm chí còn tổn thương đến căn cốt của người tiêu huyền đưa tay vui vẻ xoa đầu chỉ nô hắn rất hài lòng với biểu hiện và cái thái độ lo lắng quan tâm của nàng đối với hắn hắn dịu dàng nhìn nàng nói yên tâm đi vi sư không sao lúc này hệ thống hiện lên thông báo chủ nhân đã chuyển cho đồ đệ tu vi 100 ngày nhận về phần thưởng gấp 5 lần đạt được 500 ngày tu vi đọc xong thông báo tiêu huyền kinh hỉ thầm nghĩ không những không sao thậm chí còn tốt hơn thế là hắn lại vui vẻ lấy túi càn khôn chấn lột được từ chỗ vương trưởng lão đưa cho chị nô đồ nhi hoan, lâu nay ta đã khiến con phải chịu quá nhiều thiệt thòi đây là túi càn khôn mà sư tôn đã chấn lột được của vương trưởng lão bên trong này có một số thứ hắn không hề lấy đi Ban đầu là vi sư Hồ Đồ, không có đồ tốt gì cho con cả. Để đám nghịch đồ kia chiếm hết tiện nghi thật là đáng tiếc. Hôm nay coi như bù đắp cho con lễ bái sư vậy. Oa wow, oa, wow, hệ thống lại hiện lên thông báo, chủ nhân tặng cho đồ đệ một viên tam giới tiểu hoàn đan, 10 viên nhị giới Ninh Viễn đan, phần thưởng nhận về tăng 15 lần, nhận được tứ giới đại hoàn đan. Nhận được món quà lớn của Tiêu Huyền, Chí Nô ngoan ngoãn lễ phép chắp tay cảm ơn Tiêu Huyền, đa tạ ân nghĩa của sư tôn, sư tôn sau này có việc gì cần giao phó, chị Nô sẽ làm hết mình chín nô nhất định sẽ vì người cho dù có phải lên núi đao xuống biển lửa chết cũng không chối từ hệ thống lại hiện lên thông báo chủ nhân tặng cho đồ đệ 17 võ công công pháp nhận thưởng gấp 20 lần nhận được tung hoành vạn lý ngự kiếm quyết thiên giới tuyệt phẩm tiêu huyền lúc này vui vẻ đáp đồ nhi ngoan con còn khách sáo với vi sư sao trở về luyện tập tăng năng lực lĩnh hội lên chờ đến khi hòa quyện hành thông vi sư sẽ lại truyền công pháp cho con nghe những lời này của tiêu huyền chỉ nô liền vô cùng ngạc nhiên thốt lên còn còn có lần sau sao. sao? hệ thống lại hiện lên thông báo chủ nhân tặng cho đồ đệ một viên ngũ hành xích địa giới trung phẩm nhận được phần thưởng gấp 20 lần chúc mừng chủ nhân nhận được nhiễu chỉ nhu kiếm địa giới tuyệt phẩm chị nô lúc này vẻ mặt vô cùng lo lắng nàng sợ sư tôn cứ như vậy truyền thụ công pháp cho mình sẽ ảnh hưởng tới thân thể của hắn chị nô ngập ngừng hỏi sư tôn người đây là cứ như thế truyền công cho chị nô người có thật không sao không tiêu huyền đưa một tay vỗ vai chị nô an ủi nói vi sư rất tốt nếu như con không tin chờ ta bế quan ba ngày đảm bảo sẽ đột phá kim đan ngũ trọng nghe thấy tiêu huyền nói bản thân muốn bế quan đột phá chị nô vẻ mặt nghiêm trọng nghiêm túc nói vậy con nhất định sẽ bảo vệ sư tôn thật tốt dù là ai cũng không được phép lại gần người được rồi được rồi đừng khoa trương nữa con cũng đi tiêu hóa bớt đi ồ vậy con không làm phiền sư tôn nữa đồ nhi xin phép được cáo lui chị nô rời đi tiêu huyền lúc này mới vui vẻ mở bảng hệ thống ra xem được rồi tiếp theo để ta xem hệ thống đã cho ta những bảo bối gì nào từ giới đại hoàn đan này ta sớm đã nghe danh ít nhất thì cũng cần đạt tới nguyên anh tu sĩ thì mới có thể tu luyện được. Tất cả những thiên tài địa bảo ở đây, trong tứ giới đan dược cũng chính là cấp cao nhất. Nhưng mà cho dù có lật đổ cả Hồng Mông Tông thì cũng chưa chắc tìm được năm viên. Nhưng mà khiến ta hài lòng nhất vẫn là tung hoành vạn lý ngự kiếm quyết, đây chính là công pháp thiên giới tuyệt phẩm, cũng là tuyệt kỹ đỉnh cao trong điều khiển kiếm. Có tuyệt kỹ này rồi, phối hợp cùng với địa giới tuyệt phẩm nhiễu chỉ nhu, đúng là không có ai bì được. Vận công pháp thử xem. Tiêu Huyền nhẹ nhàng vẩy tay, địa giới tuyệt phẩm nhiễu chỉ nhu lập tức lao vút đi, chỉ trong giây lát nó đã đâm nổ nát một tảng đá lớn ở cách đó ngàn mét tốc độ và uy lực quả thực rất kinh người tiêu huyền đi ra bên ngoài cửa địa giới tuyệt phẩm nhiễu chỉ nhu lúc này cũng đã quay trở về bên cạnh hắn nhìn tảng đá khổng lồ ở phía xa bị pháp khí của mình đâm nát tiêu huyền vui vẻ cười đắc ý nói không tồi không tồi tung hoành vạn lý kiếm quyết này nghiên cứu về kiếm đạo nếu như có thể tìm thêm được càng nhiều loại kiếm sợ rằng càng có nhiều cấp độ thử thách hơn chắc cũng tiêu hóa chút tu vi của hệ thống rồi lần này ít ra ta cũng có thể đột phá đến kim đan ngũ trọng nhỉ lúc này lại chuyển cảnh đến hội trợ tông môn hồng mông tông nơi đây hiện tại đang rất đông người qua lại không khí vô cùng ồn ào và náo nhiệt đập vào mắt chúng ta chính là hình ảnh lão ngũ lý sơn cùng với lão tứ vương phong đang hai tay ôm hai mỹ nhân hắn vừa đi vừa vui vẻ nói chuyện với hai nàng nhưng mà lúc này xung quanh lại vang lên tiếng ồn ào bàn tán của mọi người nghe nói gì chưa thất phong tiêu trưởng lão hình như sau khi bị đánh lén đã khôi phục lại hoàn toàn bây giờ hắn đã tu luyện tới kim đan rồi đó còn nói xảy ra xung đột gì với lục phong vương trưởng lão chuyện không thể tin được là vương trưởng lão lại bị tiêu trưởng lão đánh bại rồi ta còn nghe nói tiêu trưởng lão không tiếc căn cốt của bản thân truyền công cho nữ đệ tử nữa tiêu trưởng lão đẹp trai quá thật ngưỡng mộ người có thể có được sư phụ như vậy ta cũng ước mình trở thành đồ đệ của tiêu trưởng lão nghe thấy những lời này lão ngũ lý sơn lập tức cau mày hắn thầm nghĩ tiêu huyền truyền công pháp cho nữ đệ tử sao là ai cơ lẽ nào chính là chị nô đó lúc này hai nữ nhân đang ôm ấp bên cạnh lão tứ bất ngờ lên tiếng hỏi vương sư đệ và lý sư đệ trước đều là người của thất phong sao tại sao lại rời đi rồi lão tứ vương phong lập tức nở một nụ cười giả tạo đáp sư tỷ đừng tin vào những lời đồn vớ vẩn đó tiêu huyền lão già đó đối với đệ tử rất hung ác chúng ta chính là không chịu nổi nên mới phải rời đi đúng không lý sơn nghe thấy sư huynh nói như vậy lý sơn lập tức giả bộ nở một nụ cười hắn đưa tay gãi đầu rồi gật đầu liên liệ đáp a đúng đúng nếu nhân áo đỏ ở bên tay trái của vương phong vẫn có chút nghi ngờ liền hỏi lại ai ra vương sư đệ nói có thật không thế mà ở phía sau lão nhị lâm hạo nhiên đang mua đan dược cũng đã nghe thấy hết những lời bàn tán xung quanh này hắn cau mày nhăn mặt thầm nghĩ tiêu huyền lão già đó đột phá kim đan cảnh rồi sao đến cả vương trưởng lão còn không đánh lại sao truyền công cho đệ tử chuyện này là thật hay giả thế ta phải đi xem tình hình thế nào mới được nghĩ cái làm luôn lão nhị lâm hạo nhiên liền lập tức cưỡi phi kiếm của mình hắn phóng người bay đi tới chỗ của tiêu huyền để xem thực hư thế nào một lát sau đó chuyển cảnh đến thất phong sơn môn lão nhị lâm hạo nhiên đang lấp ở một cái bụi cây cách cổng sơn môn không xa mà nơi phía xa đứng trên bậc đá chính là tiêu huyền cùng với chị nô phía bên dưới là một đệ tử không rõ tên hắn đang cúi người chắp tay hành lễ với tiêu huyền nói bái kiến tiêu trưởng lão tiêu trưởng lão lần này đệ tử đến đây để thay mặt trưởng môn chuyển lời một trăm ngày sau chính là cuộc thi của tông môn trưởng môn phái đệ tử đến nhắc nhở tiêu, tiêu trưởng lão chuẩn bị cho tốt thanh niên này chính là đại đệ tử của trưởng môn chương hạc diệp thần diệp thần lúc này bất ngờ ngượng ngùng nói tiếp nhưng mà thứ lỗi cho đệ tử nói thẳng người chọn đồ đệ cũng không chọn kỹ rồi tư chất của vị sư muội này nếu đến cuộc thi trong tông sợ là bị đánh cho tới khóc đó chứ nghe thấy những lời coi thường này chỉ nô nàng lập tức tối sầm mặt lại tức giận quát người mà tiêu huyền ở bên cạnh lại cười khẩy nhìn diệp thần châm chọc nói diệp sư chất sợ là mắt ngươi có cục nhọt rồi bị tiêu huyền châm biếm như vậy diệp thần ngứa người tức giận hỏi lại gì cơ Tiêu Huyền vui vẻ đáp, nữ đồ nhi của ta ba ngày trước tu vi còn không được bằng người bình thường, bây giờ đã tăng lên cấp 10. Với tốc độ tu luyện thế này dám hỏi, Diệp sư chất có thắng nổi đồ nhi của ta không? Nghe được những lời này Diệp thần lập tức đứng hình mất 5 giây, hắn trợn mắt há mùng kinh hãi thốt lên, cái gì cơ, ba ngày, hậu thiên thập trọng sao, nói đùa gì thế? Tiêu Huyền lúc này vô cùng khoái chí, không biết hắn lấy đâu ra một cây kính dâm mắt tròn, trên tay còn cầm một chiếc quạt phe phẩy khoái chí đáp, không tin sao, đồ nhi ngoan đến cho hắn xem xem được sư tôn chị nô lập tức nhấc một tay lên trước ngực hai đầu ngón tay của nàng trụng lại rồi đưa lên gần miệng nàng quát lớn linh lực bộc phá thân thể của nàng liền ngay tức khắc bạo phát ra linh lực cuồn cuộn không ngừng diệp thần thấy cảnh này thì liền chết lặng hắn lắp bắp thốt lên còn còn thực sự là hậu thiên thập trọng sao nhưng mà sao có thể như thế được mà lão lục lâm hạo nhiên đang lấp ở cái bụi phía xa cũng nhìn thấy được cảnh này phía bên này mặc kệ cái bộ dáng ngây ngốc của diệp thần ở phía dưới tiêu huyền hững hờ quay lưng rời đi một tay vẫn đang phe phẩy quạt nói mọi việc đều có khả năng đó diệp thần mà chị nô bởi vì đã trang bức được diệp thần cho nên nàng đang rất vui vẻ nàng thậm chí còn nhau con mắt nhè lưỡi lêu 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 châm chọc diệp thần cho bỏ tức vì cái tội khinh thường mình lâm hạo nhiên lấp ở trong bụi thấy được tu vi của chị nô lại có thể tăng tiến vượt bậc như vậy hắn cũng có chút kinh ngạc và sợ hãi hắn thẩm nghĩ phế vật đó đột nhiên lại đạt được hậu thiên thập trọng sao với tư chất của cô ta nếu như là tự tu luyện thì chỉ sợ là đến chết cũng không đạt được cấp độ đó xem ra đúng là tiêu huyền đã truyền công cho cô ta rồi không ngờ rằng lão già tiêu huyền này lại đột nhiên chuyển tính rồi nghe nói truyền công hao tổn tu vi rất lớn không bằng nhân cơ hội này đánh cho hắn một trận tập một xin kết thúc ở đây cảm ơn các vị đạo hữu đã xem video của mình các vị đạo hữu thấy hay có thể cho tại hạ xin một like và một comment xuống bên dưới phần bình luận nhé yêu quý hơn thì có thể đôn nết linh thạch cho tại hạ thông qua số tài khoản ngân hàng hoặc số momo tại hạ có treo ở bên dưới phần mô tả cảm ơn các vị đạo hữu rất nhiều mãi yêu